nữa là đại thọ bà nội em á, em được phân công làm một món ăn để đãi cả nhà. Em định làm bánh hỏi thịt heo quay, không biết anh Vũ thấy sao? Anh thấy được đó, bánh hỏi thịt heo quay thì rất là chuẩn rồi. Bánh hỏi thì thường có trong các bữa tiệc cũng như các bữa giỗ của gia đình người Việt mình. Đúng rồi. Đúng là bánh hỏi thịt heo quay thì nó cũng được, cũng ngon á, nhưng mà nó cũng bình thường quá. Thì thôi thì thôi anh đề nghị hôm nay thì nhân dịp nhà em có tiệc đi, cũng như giới thiệu cho quý vị khán giả của chương trình món ngon của mình, một món bánh hỏi mà kết hợp với tôm nướng đi. Tôm nướng hả? Nghe hấp dẫn quá ta. Lạ không? Lạ đúng không? Như thế thì vẫn là món bánh hỏi nhưng đúng mà rồi, nó có màu sắc mới, hương vị mới, hấp dẫn quá chừng luôn. Vậy thì còn chờ gì nữa? Xin mời quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với sự tài trợ của công ty Ajinomoto Việt Nam cùng với món ăn. Đó là món tôm nướng bánh hỏi. Để làm món này chúng ta cần có tôm càng 2 con, bánh hỏi 200g, tỏi băm, ớt băm, nước tỏi, nước cốt chanh, đậu phộng rang, nước dừa xiêm, đồ chua, mỡ hành, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise Aji Mayo. Anh Vũ, công nhận anh Vũ sang ghê nha, mua hai con tôm to ơi là to luôn. Mình đãi tiệc mà, mình phải dùng tôm càng. Còn nếu ví dụ như mình dùng cho bữa cơm hàng ngày á, mình dùng tôm sú cũng được rồi. Trước tiên thì là anh sẽ luộc tôm. Đó là cái cách chế biến để cho món ăn chúng ta được nhanh và ngon. Tôm này mua về ha, và anh đã xiên. Anh thấy anh đã xiên một cây tre, xiên từ đuôi lên trên đầu như vậy. Em biết để chi không? Dễ ẹt, để chị, khi mà anh Vũ chế biến thì con tôm nó không bị cong lại, nó thẳng chứ chi. Chính xác, khi chúng ta xiên tre như vậy không những tôm được thẳng và chúng ta còn dễ bắt sốt mayonnaise lên trên nữa sau khi chúng ta luộc xong. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ xiên một cây tre qua mình tôm càng như vậy, giúp tôm càng được thẳng nè, đẹp nè. Và bên cạnh đó một chút nữa chúng ta sẽ dễ dàng bắt sốt mayonnaise Aji Mayo lên trên nữa. Nước đã sôi rồi, anh sẽ cho tôm vào luộc ha. Trong khi chờ tôm chín thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách pha nước mắm. Anh đã có một chén nước dừa xiêm anh đun sôi để nguội. Anh cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm nha, 2 muỗng canh đường, nửa muỗng canh tỏi băm, khoảng 1 muỗng canh ớt băm, 1 muỗng canh nước cốt chanh. 1 muỗng canh nước cốt chanh. Phải tràn lên. Bây giờ tôm càng đã chín rồi đó, anh sẽ gắp tôm càng ra, rửa lại nước lạnh. Rồi. Rồi. Đó, xong rồi hả anh? Rồi, bây giờ anh sẽ mở cái lò nướng. Đây, anh chuẩn bị sẵn cái lò nướng. À, anh mở lò nướng rồi. Bây giờ anh sẽ làm sạch tôm càng, anh sẽ cắt bỏ chân như vậy. Ta cắt bỏ cái phần đầu nhọn vậy luôn. Bây giờ anh sẽ rút tâm ra. Giờ chúng ta sẽ chẻ đôi. Dùng tay ha, nhấn cho nó gọn. Đó, nó kêu rớp rớp như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ pha cái nước gia vị để chúng ta rửa lên trên mình tôm. Nửa muỗng cà phê Aji ngon. Một ít cái nước tỏi. Rồi anh quậy cho nó tan hết cái gia vị nha. Mình rửa từ đầu cho tới đuôi tôm luôn. Em biết rồi, anh Vũ chẻ đôi cái con tôm ra như vậy để bây giờ mình rửa lên cho dễ dàng nè, phải không? Đúng vậy, mà ngoài việc chúng ta chẻ đôi tôm để chúng ta dễ dàng thấm gia vị, mà còn để chúng ta dễ dàng chúng ta bắt sốt Aji Mayo lên trên, như vậy khi nướng thì tôm sẽ không bị khô. Cái điều cuối cùng mới là quan trọng nhất đó. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ chẻ đôi tôm ra. Thứ nhất để tôm dễ dàng thấm gia vị nè, rồi chúng ta dễ dàng bắt sốt mayonnaise Aji Mayo lên nữa, khi nướng thì sẽ không bị khô và điều quan trọng nhất đó là rất dễ dàng để chúng ta thưởng thức. Bây giờ anh sẽ bắt sốt Aji Mayo lên trên. Anh sẽ bắt theo hình zig zag. Chúng ta có thể bắt dứt dắt liên tục. Xong rồi đúng xong, không? Anh bắt ngược lại nữa chứ. Xong chưa anh Vũ? Xong. Đây. Rồi, anh sẽ cho vào lò anh nướng. Và lò là quý vị nên để ở chế độ là lửa trên. Và chúng ta mở khoảng 250 độ. Mình nướng khoảng độ chừng 5 phút. Vì anh sẽ trang trí lên đây một xíu cho nó đẹp. Anh sẽ cho ít đồ chua lên đây. Và anh cũng cho nước mắm. Anh sẽ cho đây ít đồ chua lên nước mắm ha. Bánh hỏi của em cuốn khi nãy ha. Dạ. Đẹp. Cho lên đây ít mỡ hành. Bánh hỏi thì phải có mỡ hành ha. Anh đẩy đây đậu phộng. Rất thẳng đậu phộng lên trên miếng bánh hỏi luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ chuẩn bị xong rồi, anh để anh xem tôm có chín chưa ha. Rồi, tôm chín rồi đó. Anh sẽ cho tôm ra dĩa.
Rồi bây giờ thì tới cái phần quan trọng nữa. Đó là em phải thử. Rồi bây giờ anh lấy cho em miếng ha. Đây. Wow, ôi dễ dàng lóc thịt ra quá anh ha. Đúng rồi, mời em. Em cảm ơn anh Vũ. Tôm rất là thơm luôn á anh à. Chắc em dùng thêm miếng tôm càng nữa mới được phải không? Không anh ạ. À. Nói chung là một chút nữa thì hai con tôm càng này cũng là của em thôi. Không có việc gì phải vội vàng. Quý vị khán giả thân mến, khi ăn một miếng tôm nướng kèm với bánh hỏi thì điều đầu tiên mình giao nhận thấy đây là một sự kết hợp rất tuyệt vời. Thịt tôm thơm nè, có độ ngọt nè. Bên cạnh đó, việc kết hợp với sốt mayonnaise Ajinomoto có vị chua béo hài hòa đã làm cho món ăn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Ăn kèm với món bánh hỏi nữa thì quả là sự kết hợp giữa Âu nè và Á nè, làm cho chúng ta cảm thấy là bữa cơm trong gia đình sẽ nhiều màu sắc hơn và những người thân của chúng ta sẽ cảm thấy thú vị hơn. Và quý vị khán giả cũng vậy nhé, quý vị hãy thực hiện ngay và gửi những ý kiến đóng góp của mình về cho chương trình thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Bên cạnh đó, nếu như quý vị không thể theo dõi được chương trình, chúng ta có thể truy cập vào website mongonmỗingay.com để có thể xem lại tất cả những chương trình mà quý vị đã bỏ lỡ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.